Vâng, chào các bạn nhé. Tôi đang đi du lịch Hà Giang đây, đi từ Hà Nội lúc 21 giờ, tức là 9 giờ đấy, không ấy, tối. Đây, hiện tại mà chúng tôi đã có mặt tại thành phố Bắc Giang. Đấy. Hiện tại thì chúng tôi đến nơi lúc 4 giờ. Đấy. 4 giờ hiện tại tôi đang có mặt tại Bắc Giang đây. Tôi quay đây con đường vắng vẻ này, quay cho mọi người xem này. Đường quá vắng. Đường quá vẻ. Và khi đến đây thì chúng tôi sẽ thuê cái xe máy để đi chơi nhá, thuê xe máy để đi phượt. Đây cái địa chỉ tôi sẽ quay cho mọi người xem cái địa chỉ này. Đấy, tôi sẽ zoom cho mọi người xem. Lấy nét cho mọi người xem nhá. Hơi mờ. Không biết mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Tôi phóng nhá. Zoom to địa chỉ này. Đấy, ở địa chỉ ở thôn Cầu Mè. Đấy. Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. Đây bạn nhé. Ok. Tiếp đến đây. Chúng tôi đang thuê xe ở đây. Đấy, mọi người đang thuê xe này. Đây là chủ thuê xe máy. Đây là chủ thuê xe máy này. Chúng tôi sẽ dừng chân và nghỉ ở đây. Đấy. Mọi người thấy đúng không? Đây cái để chỉ thuê xe máy này. Thuê xe máy. Cho thuê xe máy Giang Sơn. Đấy, cái số điện thoại này mọi người lên trên này, mọi người có thể liên hệ để mà thuê xe máy nhá. Đấy, anh chị em có thể liên hệ để được thuê xe máy. Và đây cái trạm dừng chân. Sau khi đến đây thì mọi người sẽ có thể ăn uống. Mọi người có thể ăn uống sau. Sau đó chúng ta sẽ đi lên trên tiếp trên để mà thuê phòng để ngủ. Chúng ta có thể thuê phòng để ngủ. Đấy, mọi người để xem. Đây là cái chỗ mà mình thuê. Đây mọi người có thể thấy đúng không? Tôi sẽ đi vào bên trong để thuê phòng ngủ nhá. Đấy, nhà đây là chỗ thuê xe của Giang Sơn nhá anh em. Tôi sẽ quay cho một vòng cho mọi người xem nhé. Liêm máy từ từ. Đấy, đây là cái địa chỉ thuê xe. Và trên này là mọi người ngủ có thể lên trên gác này. Và tôi ngủ đằng sau, tôi thuê phòng đằng sau. Đấy, tôi sẽ đi hơi tối, mình không có điện. Đây, hơi tối á. Đấy, khi mà ra đằng sau đây là cái bãi xe này. Đây có bãi xe làm sao đây. Đây chúng tôi thuê đây. Lát nữa tôi sẽ lên trên này cho mọi người xem nhé. Đấy tôi có thuê trên này. Đây. Đây là cái bãi xe của Giang Sơn. Anh em lên trên này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp. Cái địa chỉ như địa chỉ tôi vừa đọc cho anh chị em. Đấy, cái xe khá là nhiều. Khoảng 100, tổng khoảng 180 chiếc xe. Đấy, nhưng mà đa phần số chỗ này anh chị em làm mà thích đi con tay thì ở đây hạn chế nhá. Còn đây chỉ có mỗi S giờ thôi. S giờ đây con 150. Còn lại thì toàn là xe Blade với lại Sirius. Đây đa phần nhiều Sirius. Đấy, con 150 này. Con XR này. Đấy con này thì giá thuê hiện tại tại thời điểm hiện tại là 450.000 trên một ngày. Còn những cái xe khác thì cụ thể ở đây là xe Blade với lại cả xe của Sirius thì 150.000 trên một ngày. Đấy, anh em có thể lên trên thành phố Hà Giang và liên hệ để mà được thuê xe.
Đấy. Tôi thì lát nữa tôi sẽ xem xe. Đây mọi người có thể xem tổng cảnh cái xe này. Khá là nhiều. Đấy, toàn bộ xe này là toàn bộ xe cho thuê anh em mọi người nhá. Đây. Tôi thì tôi sẽ thuê con Ballet. Đấy, tôi sẽ thuê một con này. Nhưng mà không biết màu gì thì tôi sẽ thuê một con. Con C thì nó hơi hao xăng một chút. Và cũng chưa biết là lắc nữa sẽ thuê số. Đây. Đây con XR này, 150. Đấy, mọi người có thể xem này. Đấy, mọi người có thể xem con XR 150 này. Chất chưa? Quá chất. Đấy, con này con cào cào. Con cào cào XR 150. Trời 2 tối ấy, bây giờ là 4 giờ sáng. Đấy, gần 5 giờ sáng rồi. Nên trời 2 tối rồi quay mọi người cũng không thể nhìn thấy rõ được hết. Đấy. Đây. Biển này mọi người có thể đọc qua. Đấy, cái biển. Biển này là biển chắc biển khuyến cáo gì đây. Đấy, kiểm tra kỹ trước khi nhận xe này. Mọi vấn đề vỡ này, hỏng xe sau khi nhận cửa hàng sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Giang Sơn xin cảm ơn khách. Đấy, bên này là đấy, bên này là toàn bộ là cái nón bảo hiểm. Cái nón bảo hiểm cho thuê. À, sẽ cho thuê cùng có xe mọi người nhá. Đấy, sẽ cho thuê cùng cả xe. Đấy, mọi người có thể xem này. Khá là nhiều. Mình thì chắc mình sẽ chọn cái nón bảo hiểm 3/4. Ok. Đấy, chọn 3/4. Cái nón hiểm khá đẹp. Còn đây là đồ bảo hộ. Đấy, mọi người xem. Đây, đồ bảo hộ đây. Đấy, tôi sẽ zoom cho mọi người xem. Ok. Rồi, thì tôi sẽ lên cái phòng. Phòng mà tôi dừng chân. Phòng mà nghỉ ngơi để mà đi. Tất cả đây là cái phòng vệ sinh này. Đấy, nhà vệ sinh này, chỗ đánh răng rửa mặt này. Đấy, đánh răng rửa mặt. Ok, thế này thì quá ok mọi người ạ. Cho nên tôi sẽ lên trên này là mọi người đang ngủ ở trên đấy. Đây trên này, mọi đi 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 lên theo thang này lên trên kia nhé. Hiện tại mọi người đang ngủ nên tôi sẽ không nói, tôi sẽ không nói chuyện. Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Tôi sẽ quay cho mọi người xem nhé. Mọi người thấy cái biển này không? Đây, làm ơn để giày dép tại đây này. Xong xin cảm ơn quý khách này.